Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay là buổi sáng vào ngày 16 tháng 3 năm 2020, thì cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành lại tiếp tục làm clip giới thiệu tới quý vị trên toàn quốc một mẫu sản phẩm nữa là những bức hoành phi câu đối gỗ gụ. Và hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu qua về xưởng sản xuất hoành phi câu đối gỗ gụ của chúng tôi, gồm rất là nhiều mẫu. Thì đầu tiên là chúng tôi giới thiệu tới quý vị là mẫu hoành phi lồng cuốn thư và câu đối phẳng. Thì một bên câu đối là chúng tôi chạm là Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh, một bên là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Đây là toàn bộ chữ nho phổ thông và kích thước thì cũng là phổ thông, và chúng tôi cũng báo kích thước luôn của chiếc câu đối. Hai đôi câu đối là chúng tôi làm dài 1,97 m, rộng 27 và dài 4 phân. Hàng liền khối không ghép. Và bức hoành phi là dài 1,97 m, rộng 67, toàn bộ phần ván chúng tôi làm dày 2 phân. Và khuôn chúng tôi làm dày 6 phân, to 10 phân. Đây là mẫu hoành phi mà chúng tôi giới thiệu rất là nhiều rồi. Đây là mẫu mới nhất của năm 2020 đây. Hoành phi lồng cuốn thư. Đây, một bên câu đối là chúng tôi chạm là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Thì bên trên chúng tôi đục phượng và phần phía dưới là chúng tôi đục nghê để cho quý vị tiện theo dõi. Và sau những bộ hoành phi câu đối mẫu lồng cuốn thư này thì chúng tôi bên còn những mẫu là ba chữ Đức Lưu Quang, nền trơn, và những bộ thì chúng tôi chặt gấm để cho quý vị tham khảo biết được. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu là tổng thể là 5 bức hoành phi gỗ gụ để cho quý vị theo dõi. Quý vị muốn sở hữu bộ sản phẩm nào ưng ý thì liên hệ ngay tới Đồ Gỗ Hiền Lanh qua hai số điện thoại là 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi là nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Để chúng ta cùng chiêm ngưỡng tổng thể một bộ hoành phi câu đối đây bằng gỗ gụ đây. Đây, chúng ta cùng đi sang những mẫu hoành phi cũng là kích thước dài 1,97 m nhưng chúng tôi đục chạm nó khác đi. Thì phần giữa là chúng tôi chạm ba chữ Đức Lưu Quang, có xen kẽ là Tứ Quý. Những bộ thì chúng tôi làm nền trơn và có những bộ thì chúng tôi chặt gấm. Thì giá thành nó có chênh lệch nhau một chút ít. Thì quý vị có thể liên hệ tới 0986 883349 thì chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể. Đây là những chiếc câu đối đây đã được chúng tôi đục xong. Chúng tôi có rất nhiều câu đối phẳng. Đây, quý vị có thể phân biệt được sự khác biệt đây. Một bên câu đối là chúng tôi làm nền trơn và một bên là chúng tôi lại làm nền chặt gấm để đáp ứng nhu cầu thị trường rất là lớn. Thì rất là nhiều mẫu mã mới mà chúng tôi làm xong. Quý vị nào ở xa không xem được thì quý vị có thể đặt hàng online qua hai số điện thoại 0986 883349 thì chúng tôi sẽ ship hàng toàn quốc cho quý vị. Đây là tổng thể kho sản xuất hoành phi câu đối của chúng tôi đây. Bên cạnh những chiếc chúng tôi dựng rồi thì đằng sau chúng tôi còn rất nhiều những tấm ván đã đục rồi chưa lắp khung. Thì quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mà chúng tôi đưa lên để quý vị tiện theo dõi. Đây, những phần ván mà chúng tôi chưa lắp khung này rất là nhiều, những bức hoành phi chặt gấm và nhờ hoành phi không chặt gấm. Và hẹn gặp lại quý vị trong các clip tiếp theo.